Nãy giờ đại em có đâu không? Không anh, đúng mới lại tới xíu à. Ủa giờ mình đi đâu với anh? Hả? Đi lên xe đi, đi đi rồi biết. Dạ dạ. Trời ơi, mình nóng gì vậy? Đậu nãy giờ không sao đâu. Thánh thần ơi, trời nó nóng, nóng tự nó chín cái mông luôn. Đại đi, anh dắt em đi một chỗ này vui lắm. Vui không? Vui. Anh thấy này mà cái đầm đẹp không? Cái điện thông tin. Ngồi em. Thời gian là vàng mà mày ơi, tranh thủ chứ. Đó lẹ 5 ly đi. Lấy cho anh trai thôi anh ơi. Phải thêm 2-3 chai đi, bữa này chơi 2-3 chai luôn hả? Chơi cho nó tới chứ. Chiều nó lấy thêm đi. Bé uống không cần? Dạ không, anh yêu uống được. Dạ. Dạ, bạn gái không biết uống. Dễ thương quá ha, không biết lợi. Chơi tên Liễu. Tên Liễu ha. Dạ. Còn anh tên gì? Anh tên Hoàng. Mày tên Huy, mày tên Thấm. Ờ, mỗi ngày làm ăn được không? Hả? Cũng bình thường rồi mày ơi, làm ăn cũng đỡ chứ, cũng như mỗi ngày vậy đó chứ. Trời có gì đâu. Vậy là được rồi, chứ giờ tao làm ăn khó khăn đó mày ơi. Về làm ăn cũng bất ổn, chứ nói chung là cũng được đi, cũng đỡ đỡ, ngày nào cũng sống ngày đó, đủ ăn rồi cũng sống vậy đó. Ơi Thấm, tao thấy mày hát hay quá trời, bữa nào đi hát thì cưới kiếm thêm. Ừ. Mày nó cứ ngại ngại mà vụ đó. Ngại quá gì đó. Mình có khả năng mình làm thôi, biết bao nhiêu người hát được cho mày đâu. Đúng không? Hả? Đợi xíu anh nói chuyện cái. Ai sao đây? Bữa nào mà có tiệc cưới thì gì đó nhớ giới thiệu với tao. Được không? Xa đi không? Đi. Tao có mấy chuyện xa Sóc Trăng, Bạc Liêu luôn không mà. Chung là đi kiếm thêm là được, đi được hết trơn à, không có gì chứ. Dạ, dạ, dạ. Kiếm cố cho rồi. Rồi, rồi, rồi. Cảm ơn bé. Rồi, cảm ơn nha. Chung có miệng nha. Nè, 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 dẹp này cho anh đi. Cho anh thêm vài chai nữa. Ủa, mà vài bữa nó đang cưng tính đó. Mà mày không? Cưng tính hả? Ờ. Trời có chứ sao không? Chí cốt mà không có gì. Trời ơi, vậy bà nó không có đi hết đúng không? Đi hết chứ. Chí cốt thì đi 1 triệu. Vô. Vô. Mà chắc bữa đó mình quẩy vui lắm á. Đúng rồi, quẩy là phải nhiệt tình nha, bữa đó nhiệt tình chí cốt mà. Quẩy là gì? Quẩy nó quẩy đi, quẩy là gì? Hát hò hả? Quẩy. Mày người miền Tây. Đó là bữa đó mày phải hát nhiệt tình nha. Mày có hát không? Hát chứ anh em. Chẳng những hát một bài, hát 3-4 bài. Ba hát và ba lợi tàn khách ba hát nha ba. Chứ ba đừng hát sớm khách bỏ về vậy. Ông nội chơi không có trốn nha, đợt trước chơi đám cưới thằng Tăng đi trốn hoài luôn. Để trốn mất tiêu luôn. Sao vậy? Bố lắm rồi mình khỏi đi. Chốn gì chơi đâu đẹp. Tại vì chơi thì chơi không đẹp rồi. Rồi vô vô. Vô đi, vô đi. Hả? Gì? Mất thôi rồi, chả em đi chơi nữa. Để đi chơi nè. Ở đây là chỗ đi chơi nè. Trời chơi là vui lắm em. Xíu tụi anh xịn xịn lăng lăng á, cái tụi anh bắt đầu nhảy múa rồi ghê lắm. Thoải mái đi rồi, chuyện chơi thoải mái. Em gái ăn gì tự nhiên em, ăn gì muốn ăn gì. Nhiều khi mà em đi sở thú rồi, không vui mấy tụi anh đâu, mấy tên vui lắm. Sở thú giờ mấy thú không vui. Vô không? Vô. Ê mà bữa nào có dịp chiều quay tao chơi. Vô. Vô không? Vậy như mình bỏ cầm lên bỏ xuống hoài vậy. Vô vô. Nợ dư cũng hết nổi rồi. Một hai ly nữa thôi nghỉ về trước còn chở bạn gái về bên tỉnh nữa. Tới luôn đi. Trời cũng sắp để làm gì không biết. Tí mình còn đi karaoke nữa. Đi nhiều tăng lắm. Bạn gái mày chạy xe mày ngồi ở sau. Ê cũng được vậy cũng được. Tại nãy giờ cũng ăn trọng ghê. Em gì vậy? Vậy sao không bé? Đỡ cái vậy? Sao vậy? Từ từ nha. Trời ơi. Em không uống mà em còn xỉn hơn của anh nữa hai em. Không có tại. Của anh còn tỉnh nè. Tại vì em ngủ gục. không cảm tay muốn ruột thôi mà đợi em xỉn rồi anh buồn ngủ ba nghe buồn ngủ tiếp tục câu chuyện đi mẹ dễ thương duyên dáng á tiếp câu chuyện đi nhậu mà vô thắm mày vô chào quý đi chào quý về được rồi vậy em được rồi hết chai này vô nè hết chai này còn đi tăng hai nữa đi cao chơi hết chai này để mình đi rồi cái kèo mình bàn là mình phải làm nha không làm là không ai có cái gì đâu chiều nay đi uống cà phê nha chiều nay có cà phê mới mở về là ngủ từ tiếng 2 tiếng mà đi đẹp rồi ngủ cái gì vô karaoke mày không ca được thì mày nằm mày ngủ luôn tụi tao ca cho ok hết thì chịu không bất xỉn không nói nghe xíu anh em mình xong ca nha anh nói nghe xíu lên hình cảm rồi nè ca đây ngay nói chuyện với gái thôi mày chắc chắn chiều nay là phải đi sao về đi chạy ngồi chơi nói chuyện xíu đi chết luôn anh vui chứ có vui đâu
nghĩ sao nó thay đồ đi chở mới chơi mới ngủ mấy cái tiếng hồ mấy cái đầm đẹp gì nè, cái anh nói là bây giờ chở là cái chỗ gì mới cháy chết luôn. Thì bây giờ anh vô nói chuyện với mấy bạn xíu, mấy bạn lâu ngày mới gặp, mấy này lâu ngày mới gặp nó mới vừa đi làm về. Con mắc cái giống ngôn gì nãy không để em ở nhà đi chở đi theo chi vậy? Thì đi phải chở em đi theo chơi cho nó vui. Hồi vui chưa, không nào vui. Thì em ngồi chơi với mấy anh là vui rồi, nói chuyện là cũng vui rồi. Cái có gì không vui. Nói chổng. Thì cứ kiếm gì nói đại đi. Anh quan tâm em chỉ chơi suốt ngày, anh cắm đầu vô mấy cái đó không à. Nói gì xíu anh trở về nha. Anh vô anh làm anh chứ. Xíu anh vô anh trở về ha. Thôi, nói nghe nè, mình chia tay đi. Dạ em. Em chuyện chia tay gì vậy? Ê mấy bạn ở lại chơi nha. Tao đi bạn gái tao cái tao quay lại liền. Em nghe nè, em quần què chứ em. Em thôi mà nghĩ sao nói tôi với là chở vô khu lịch chơi, cuối tuần khu lịch chơi cũng là khu lịch đó mà ông chồng ông ngộn nhậu không à? Thì đây cũng là khu du lịch nè mà. Thôi bây giờ sao mà biết nắng nồi bây giờ biết gì rồi, sao không ai để tôi ở nhà đi, không muốn làm gì không làm, ông muốn chơi tới sáng đây mời ông nghỉ về luôn được nữa. Để em ở nhà em buồn rồi, em nói em tuổi thân nữa, em nói có bạn trai cũng như không mà không dắt anh được cái đâu vậy, thì bây giờ anh dắt anh đi chơi nè. Dắt đi giữa trưa, dắt vô cái chỗ này cái bốn năm thằng đàn ông ngồi giống người thằng ly rồi tôi không biết uống nữa rồi, ngồi tôi ngồi làm cái gì trời này nắng nồi chứ đi du lịch du ơ gì nắng chết. Khỏi đi, chia tay đi. Thôi cái gì đâu mà chia tay. Em thấy mấy lần rồi, đặt trước cũng vậy nữa. Ai cũng chở em ra ngoài quán bắt em ngồi ngoài. Ngồi trời ơi, tao nói tới 1 giờ đêm, còn ngủ muốn chết luôn. Rồi. Không cho về. Trở về bây giờ thí dụ dành trả em đi ăn đi uống cà phê cà pháo cũng được. Hai đứa xin trà sữa cũng được, đi ai nói gì đâu, thôi bỏ em ở nhà đi. Hôm nay anh dắt em đi vô chỗ mấy chỗ sòng nhậu của anh không à. Có giống ngồi coi anh nhậu. Còn nói chuyện tào lao trên chợ đế không à. Thì nó lâu mới gặp mấy bạn nói chuyện gì mà cái nói chuyện tào lao gì. Thì anh nói là chơi mấy bạn đi em về. Rồi. Chia tay đi. Rồi, em. Gì đâu mà chia tay vậy em? Hỏi má, chia tay luôn rồi. Vậy là lành đoạn với... Liễu mày tệ nữa. Khỏi có Liễu không? Mày mẹ ghê á. Mày tệ thiệt. Mày khỏi đi mày ơi, nó chia tay mày rồi thì mày đi đi mày ơi. Đi vô hút mắt mày ơi. Thôi mà. Khỏi cái tôi đá ông một cái với lại cái lại Tiền Giang hỏi đó. Đừng nhớ mặt nha. Nghỉ luôn á. Khỏi đang nghỉ đang ơ gì vậy. Chia tay không biết nữa. Đó, chị coi, mấy chị coi cái chuyện có gì không đó. Cái chuyện vậy đó, tự nhiên nó mà dẫn má cho má nghe nè má, rủ tôi đi chơi tụi nó gỡ tôi đi xem phim trà sữa hay đi ăn uống gì cũng được, đi không đâu má, tôi nói cúp một tiếng đồng hồ xong xuôi cái mặt cái đầm đẹp thiệt là đẹp, đầm mới mua chưa xé mặt nữa, xong xuôi cái chở tôi ra ngoài quán á, uống với mấy thằng bạn của ông á, xong xuôi nghe hai ngồi nói chuyện trên trời đất rồi đất cùng phòng minh con nó mà ngồi ha, mấy cái đồng hồ tôi ngồi tôi ngủ gục luôn đó. Gì mà không quan tâm, thí dụ giờ hỏi em mà em ăn gì không à. Anh lấy một nồi em uống gì không, anh mua nước chủ cũng được đi không đâu má, ngồi khiều hoài một số em cắm đầu với mấy ly không ta quen giờ khỏi đi thì mới đầu ngồi chứ tự nhiên rồi ăn uống thoải mái. Còn mắc cái giống ngôn gì không để tôi ở nhà đi ngủ tôi theo làm tự gì nhiên, tự nhiên mày dẫn lấy đi theo cái nguyên đám bạn mày trai của mày cái là mày kêu tự nhiên em đi chơi mà không nhắn tin thì cũng buồn vậy em không khỏi không buồn đâu cái gì mình không tùy của nhau chưa khỏi buồn. Thôi mệt vàng mệt quá trời mệt rồi nữa mốt anh không có gì nữa được chưa, mốt anh hứa mốt anh chắc em đi chơi đàng hoàng không có gì nữa nha. Dạ năn nỉ luôn á, tha lỗi cho anh đi mà về khỏi đi. Chị đang nghĩ tao là tao quay lại rồi đó. Thôi đi má, tôi lòng dạ sắt thép bê tông lắm má. Không có vụ mà năn nỉ có quay lại đâu, không có vụ đó đâu gì. Nó biết lỗi rồi mày ơi, nó biết lỗi rồi thì tha lỗi cho nó đi. Có quyền đứa khác là sao? Kệ nó. Thôi. Không quan tâm, đi chết chơi. Khó lắm kiếm được thằng đẹp trai vậy. Trời. Tôi nói mà trên đời này cũng thiếu trai nha. Thiếu tiền mới chết chứ thiếu trai sao không ăn ngang bình thường. Không có con này có con khác, nghĩ sao? Không quan tâm nghỉ chơi suốt ngày chở đi nhậu, mà trong khi đó nhậu cái quần gì mà cứ nhậu hoài. Trời ơi, tao nói bà chảnh nói chuyện tam tòng tứ đức, tao nói bà nói chuyện quá trời câu chuyện luôn, nói chuyện trên trời đất, nói chuyện hoài vậy đó mà suốt ngày không quan tâm tôi gì chưa, má chở tôi giao chở đi nhậu. Tao có nhậu đâu. Thì giờ tao thấy vậy, tao thì hối lỗi rồi, tao biết tao sửa đổi đi. Thì giờ mày hứa với nó đàng hoàng đi, tha lỗi cho. Anh hứa luôn. Mày thề luôn đi. Được chưa, bố mày không có chở em đi nhậu nữa. Đó, mày hứa rồi đó, mày tha lỗi. Thôi mệt tới trời hà. Rồi sao? Đã hết giận đúng không? Rồi. Không có chia tay nữa nha. Ừ. Bây giờ em vô thay đồ đi, anh dắt em đi chơi. Rồi, mệt ghê thiệt luôn á. Đợi xíu. Mà cái làm này đẹp nha. Mày phải dắt nó đi chơi, mày tâm sự với nó nhiều. Rồi mày mua quà đồ tặng cho nó, rồi phải đi trà sữa, đi coi phim này kia kia nọ. Chứ ra đâu quan tâm nó nhiều hơn là bạn gái. Con gái yêu bằng tay, con trai bằng mắt là vậy đó. Biết rồi. Ê, được không? Ổng rồi. À, đẹp nha. Đẹp. À, quên nó thôi, mai giúp đầu mày đi. Không sao, làm mày. Thôi, đi mà diễn được chưa đó. Thôi thằng quỷ này, đặt hàng người ta chưa lấy kìa.
Trời đất cười lát đấy, chửi hoài. Tối ngày. Mày tới đây tao trẻ đầu, nói với bà bả là trẻ đầu mày đó. Chửi hoài luôn. Cái gì đó mà la nhỏ quảng vậy nữa. Mày tính xe cho. Thôi được rồi. Cầm đi luôn hả? Đi. Ủa mày đâu hả? Đi đâu nói cho nó biết, cho đi vui. Hả? Đi qua nhà bạn anh. Làm gì? Có làm mồi sẵn rồi. Anh làm hai gai nữa. Nghỉ đi má. Dạ. Hết vui rồi. Nghỉ đi ha. Sao trong đầu suốt ngày toàn lá đất như vậy? Hả? À là chủ yếu của nhà bển làm gì? Nhậu. Đi nó làm ngồi sẵn này nó đợi ăn quá. Còn chưa nó làm gì? Thánh thần ơi, cái cuộc đời mày không bao giờ mà giới cho vui. Gánh quá nha. Ông thấy cái đời là tôi đi tôi uống không mà vui. Vui không? Bây giờ uống đi, uống cho vui. Gánh không? Trong đầu ông là suốt ngày mấy cái đó không hả? Ví dụ vậy. Hồi sao nãy không nói là đi qua nhà bạn ông lai gai đi bây giờ tôi đừng thay đồ. Thì đi chơi mà qua nhà bạn chứ. Gánh không? Bây giờ gánh không? Gánh đi mình đi bố ơi. Gánh đi nè. Em mà không đi hả? Từ bây giờ trở đi á, tôi thấy ông mình khó hé cô kêu tôi một tiếng là ông tàn canh đó là tôi nghe chia tay từ đây nha. Dính biệt, kết thúc, xóa số là tên lãng quên tất cả. Em tính nào đặt đó hả? Không có đổi xíu nào chứ. Rồi chút xíu nữa nó quết cái túi vô đầu vô mặt tao rồi. Em gì đó mà em. Trời ơi tính như mày tao cũng quay lại rồi mày ơi. Bữa nào không có nhậu rượu nữa, bữa nay uống bia. Đi về đi.